Làm thế nào để thu hút số tiền bạn cần? Nhiều năm trước, tôi tình cờ gặp một thanh niên ở Úc. Anh ta đã thổ lộ với tôi rằng ước mơ lớn nhất của anh ta là trở thành một bác sĩ. Lúc ấy, người thanh niên này đang theo học một số môn khoa học và đã đạt được những thành tích xuất sắc, nhưng anh lại không đủ khả năng chi trả học phí nếu học ở trường y. Cha mẹ anh đều đã qua đời. Để trang trải cuộc sống, anh nhận quét dọn phòng khám cho các bác sĩ ở bệnh viện địa phương. Khi nghe anh chuyện, tôi đã giải thích cho anh biết việc những hạt giống khi được gieo vào đất, tự nhiên sẽ có khả năng thu hút và hấp thụ được tất cả những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển trọn vẹn của chúng từ đất đen. Những gì anh cần phải làm là tiếp thu bài học từ hạt giống nhỏ bé đó và tự mình hãy gieo vào tiềm thức ý niệm về niềm khao khát và mong muốn của bản thân. Thế là mỗi đêm, trong giấc ngủ, anh đã mơ tưởng về một tấm bằng y khoa, trên đó tên anh được ghi bằng những chữ cái to, rõ ràng và đậm nét. Công việc quét dọn của anh gồm cả việc lau bụi và đánh bóng những văn bằng được đóng khung, treo trên các bức tường trong phòng khám của các bác sĩ. Mỗi khi lau chùi, anh lại chăm chú ngắm nghía chúng thật kỹ càng. Người thanh niên đã kiên trì thực hành kỹ thuật tưởng tượng này hàng đêm trong khoảng 4 tháng. Thế rồi một hôm nọ, một trong những vị bác sĩ mà anh giúp quét dọn phòng khám đã hỏi liệu anh có muốn trở thành phụ tá bác sĩ hay không. Vị bác sĩ đó đã chi trả chi phí để anh có thể tham gia một chương trình đào tạo. Qua đó anh học được rất nhiều kỹ năng y khoa khác nhau và rồi sau đó ông nhận anh làm phụ tá cho mình. Trong quá trình làm việc cùng nhau, vị bác sĩ đã có ấn tượng rất tốt với tài năng và quyết tâm của chàng trai này, đến độ đã quyết định hỗ trợ cho anh theo học ở trường y. Vượt qua rất nhiều khó khăn bằng ý chí mãnh liệt, chàng trai ấy ngày nay đã trở thành một bác sĩ giỏi và danh tiếng ở Montreal, Canada. Người thanh niên này đã thành công nhờ nắm bắt được quy luật hấp dẫn. Anh đã khám phá ra cách làm thế nào để vận dụng tiềm thức đúng đắn trong cuộc sống để đạt được điều mình muốn. Điều này bao gồm cả việc vận dụng một quy luật đã được đúc kết từ rất lâu đời. Khi nhận thức rõ mục tiêu thì bạn tự nhiên sẽ có cách để thực hiện mục tiêu ấy. Mục tiêu quan trọng nhất trong trường hợp này của chàng thanh niên là trở thành một bác sĩ. Bằng ý chí, anh có thể hình dung ra, nhìn thấy và còn có thể cảm nhận được việc trở thành một bác sĩ thực tế là như thế nào. Anh đã sống và luôn luôn nuôi dưỡng ý niệm ấy trong mình. Anh duy trì, ấp ủ và thực sự đam mê điều đó. Cuối cùng, chính nhờ sự tưởng tượng, ý niệm ấy đã thấm dần vào những tầng tiềm thức của anh và rồi nó trở thành một niềm xác tín. Niềm xác tín ấy là nguồn sức mạnh, đủ sức thu hút về phía anh mọi điều kiện cần thiết để anh có được khả năng thực hiện ước mơ của mình. Vì sao có những người không được tăng lương? Hãy tưởng tượng đến một tình huống giả định là bạn đang làm việc cho một công ty lớn. Bạn cảm thấy mức lương hiện tại của mình thấp hơn so với những gì bạn đã cống hiến cũng như so với năng lực của bạn. Bạn bực tức vì không được cấp trên đánh giá đúng thực lực và bạn luôn luôn ngăn trở với ý nghĩ rằng mình xứng đáng được đánh giá cao hơn và phải được trả công xứng đáng hơn. Thế nhưng những ý nghĩ ấy đang âm thầm tạo ra sự đối đầu giữa bạn với cấp trên. Còn chính bạn thì đang tự làm đứt gãy những liên kết giữa bạn và công ty trong tiềm thức của mình. Như vậy, bạn đã khởi động một tiến trình nguy hiểm, đẩy bạn đi xa khỏi công việc. Thế rồi một ngày kia, cấp trên của bạn nói với bạn rằng, chúng tôi đành phải để anh ra đi thôi. Xét ở một góc độ nào đó thì quả là bạn đã tự sa thải chính mình. Cấp trên của bạn đơn giản đang hành động như một công cụ mà qua đó tâm trạng tiêu cực của bạn đã được xác thực. Đây là một ví dụ của quy luật tác động và quy luật phản ứng. Quy luật tác động chính là suy nghĩ của bạn, còn quy luật phản ứng là sự phản ứng của tiềm thức trong bạn.